chào mừng tất cả quý khách hàng đến với shop Hải Ngọc hàng thùng để mình chúc mọi người buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình thân yêu của mình ạ à. tối hôm nay thì em tiếp tục lên mã áo polo dài tay toàn bộ là hiệu của nhật ạ à. Tất cả các đơn hàng của em tối hôm nay thì em bán đồng giá là 150k một sản phẩm và em sẽ miễn phí ship giao hàng khi mọi người mua từ hai sản phẩm ạ. Còn mọi người mua một sản phẩm thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em là 23 000 ạ. Người theo dõi video có yêu thích sản phẩm nào thì liên hệ cho bên em vào số hotline trên màn hình để em được tư vấn và gửi đơn. Còn mọi người mới vào kênh bên em chưa có đăng ký kênh, vui lòng ấn vào nút đăng ký cũng như ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video em lên hàng ngày ạ. Người cố gắng nghe rõ cái số đo để lựa chọn cho mình những cái em áo vừa vặn nhất các chú nhé. À, tất cả sản phẩm này cũng đều được em tuyển chọn kỹ lưỡng và em cũng giặt là cẩn thận rồi. Mọi người nhận hàng có thể sử dụng luôn cũng được đấy ạ. Em xin phép đi vào giới thiệu từng sản phẩm. Đầu tiên em lên là mã H1, vai 48, bụng 51 và dài 67 ạ. Vai 48, bụng 51 và dài 67 các chú ơi. Một em polo phối kẻ sọc, chất sẽ là chất dệt vô cùng mềm mại nhé. Em này hiệu Valentino của Italia Form Sailor này các chú ơi. Có thiết kế túi ngực nhá Tay của nó thì sẽ là bo như thế này. Chất rất là mềm mại, nhẹ nhàng Có sẻ vạt hai bên bằng nhau như thế này đấy ạ Tem tác của à, Nhật và có cúc phụ đi kèm nhá à, Một em Valentino chất siêu đẹp luôn ấy Chất của nó rất là mềm và thông thoáng cực kỳ nhá Độ mới cũng cao, mới trên 90% Mã H1, vai 48, bụng 51 và dài 67 ạ Em này form size L nhưng mà em thấy form size cũng nhỏ thôi ấy, Dành cho các chú mình uh, cân nặng từ 55 đến 60 cân nhé cân nặng 55 60 cân thì mặc đẹp nha các chú ý. tông màu sáng màu trẻ trung đặc biệt chất của nó vô cùng mềm mặc thông thoáng nhẹ nhàng ạ và các chú mình cứ yên tâm nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán cho em nhé giá 150 ngàn nó lên mã H2 vai 53 bụng 55 và dài 73 vai 53 bụng 55 và dài 73 Các chú ơi một em polo chất cốt tông tổ ong khá là dày dặn nhá, tông màu của nó sẽ là màu hồng cánh sen này À, tông màu rất là nổi và trẻ ạ. Em này chất 100% cốt tông như các chú nha. À, kiểu dáng đơn giản thôi, không có phối lé gì cả. Có sẻ vạt hai bên, vạt sau trùng hơn vạt trước. Tay là bo tay như thế này. Chất khá là dày dặn và cực kỳ mềm mại nhá. Form dáng trẻ trung cực kỳ. Màu sắc nổi và trẻ. Mã H2, vai 52, bụng 55 và dài 73. Form dáng slim fit dành cho chú mình bóc dáng to cao ấy. Các chú mình mặc em này rất là nổi bật và vô cùng trẻ trung ạ. Mã H3, vai 42, bụng 49 và dài 71. Vai 42, bụng 49 và dài 71 các chú ơi. Một em polo màu xanh than. Em này chất cốt tông rất là mềm mại nhé. Form dáng slim fit dành cho chú mình vóc dáng body. Người nhỏ thì mặc em này. Có logo được may và được dập ở trước ngực này. Rất là nổi. Tay thì sẽ là bo tay như thế này nhé. Độ mới trên 90% có sẻ vạt hai bên, vạt sau trùng hơn vạt trước, tem tác của Nhật và có cúc phụ đi kèm đây các chú ạ. Đấy, form dáng vô cùng trẻ trung ạ. Tông màu cơ bản rất là dễ mặc rồi. Mã H3, vai 42, bụng 49 và dài 71 ạ. Tiếp theo lên mã H4, vai 47, bụng 56 và dài 69, vai 47, bụng 56 và dài 69 các chú ơi. Rồi một loại em Ulyquilo form size XL nhé cổ sẽ thiết kế cổ tàu như thế này uh, make in Cambodia sản xuất chất 100 cotton tông vô cùng mềm mại tay của nó sẽ là tay suông như thế này ạ tông màu này mặc lên thì cũng rất là tôn da rồi ạ hàng uh, make in Cambodia sản xuất và hàng xuất nhật nhé chủ nhé của đem Uniqlo tem tác nhật cổ là sẽ cổ tàu mặc cũng rất là nhẹ nhàng thôi chất của nó sẽ là chất cốt tông rất là mềm mại Mã H4, vai 47, bụng 56 và dài 69 ạ. Giá 150 ngàn. Em lên mã H5, vai 45, bụng 52 và dài 70. Vai 45, bụng 52 và dài 70. Các chú ơi, em này sẽ là chất dệt vô cùng mềm mại. Hiệu Toroi. Và có túi ngực này, phần túi được theo cái logo hiệu nhé. Tay thì sẽ là bo tay, tông màu nhã nhặn. Có sẻ vạt hai bên bằng nhau nhé các chú nhá Chất rất là mềm mại và thông thoáng. Make in Myanmar sản xuất cái chú ạ. Đó, màu sắc của nó vô cùng nhã nhặn, nó phối màu rất là hài hòa này. Kiểu dáng đơn giản giản dị thôi dành cho các chú mình thích phong cách nhã nhặn giản dị thì mình chọn em này nhá. Mã H5 ạ, vai 45, bụng 52 và dài 70. Tiếp theo lên mã H6. Vai 54, bụng 58 và dài 75, vai 54, bụng 58 và dài 75 các chú ơi. Em này chất rất là mềm mại hiệu Dunlop Moto này form size XL nha các chú nhá. Có túi ngực phần túi được theo logo hiệu này, cổ sẽ là cổ dệt len được phối viền. Tông màu ghi và được phối kẻ sọc nhá. Tay sẽ là bo như thế này, độ mới rất là cao, chất của nó vô cùng mềm mại. Khá là dày dặn mà nhưng mà cực kỳ mềm mại nhé các chú nhá. Tem tác của Nhật đây. Độ mới 90 95%. Tông màu này mặc quá là sang rồi, chất của nó cũng rất là mềm và đẹp luôn đấy ạ. Mã H6 Vai 54, bụng 58 và dài 75 ạ. Cái lên mã H7. Vai 47, bụng 54 và dài 71. Vai 47, bụng 54 và dài 71. Cái chú ơi, em polo màu đen, chất cốt tông tổ ong, rất là mềm mại. Em này form size XL nhá. Có túi ngược đây ạ. Tay của nó cũng sẽ có một cái túi phụ nhỏ như thế này, có logo được may. Tay sẽ là bo. Tông màu đen cơ bản nhưng mà form dáng rất là, là lịch sự, trẻ trung này có sẽ phạt hai bên. Make in China và là hàng xuất Nhật. Chất cốt tông khá là dày dặn nhé các chú nhé. Độ mới 90%, mã H7 ạ, à, vai 47, bụng 54 và dài 71. Tiếp theo lên mã H8, vai 42, bụng 49 và dài 66. Vai 42, bụng 49 và dài 66 ạ. À. Một em polo màu vàng rất là nổi này. Em này hiệu của nhà Louis nhé các chú nhé. Thương hiệu của Mỹ, có logo được theo trước ngực cổ được phối này, được cổ được dệt màu sắc phối rất là đẹp luôn ạ. Tay của em này thì sẽ là bo tay nhé, chất cốt tông tổ ong khá là dày dặn. Em này thì sẽ không thiết kế sẻ phạt, tem tác của Nhật. Độ mới trên 90% nhé. Form size nhỏ thôi, form size này cũng dành cho chú mình là 50 đến à, 55 đến 60 cân thì mặc đẹp, tông màu vàng vô cùng nổi và trẻ đấy ạ. Mã H8 vai 42, bụng 49 và dài 66 ạ. Tiếp theo lên mã H9, vai 48, bụng 50 và dài 67. Vai 48, bụng 50 và dài 67 các chú ơi. Em polo màu vàng nhạt và hiệu Valentino nhé, form size L, có túi ngực này, phần túi được theo logo hiệu, chất cốt tông vô cùng mềm mại luôn ấy ạ. Tay của nó thì sẽ là bo tay như thế này. Độ dày vừa phải nhé các chú nhá. rất là nhẹ nhàng thôi. Tem tác nhật, chất mềm mại nhẹ nhàng phù hợp với chú mình mặc thời tiết hiện tại này mã H9 vai 48 bụng 50 và dài 67 ạ tiếp theo lên mã H10 vai 47 bụng 53 và dài 68 ạ vai 47 bụng 53 và dài 68 ngay chú ơi Em polo phối kẻ ngang hiệu Toroi Formstyle nhé chú nhá thương hiệu này cũng rất là nổi của Nhật này chất của nó siêu đẹp luôn nó cực kỳ mềm mại khá là dày dặn nhưng mà cực kỳ mềm mại nhé có túi ngực phần túi được theo cái logo hiệu đấy ạ tay thì sẽ bo như thế này cái tông màu rất là nhã nhặn trẻ trung không thiết kế sẻ vạt nhé các chú nhé tem tác và cúc phụ đi kèm đầy đủ đây ạ mã H10 ạ vai 47 bụng 53 và dài 68 độ mới trên 90% các chú ạ tiếp theo lên mã H11 vai 45 bụng 59 và dài 64 vai 45, bụng 59 và dài 64 Một em đỏ đô chất cốt tông tổ ong nhé Em này cũng thiết kế cổ tròn như thế này Em này thì không có túi ngực đâu ạ Chất khá là dày dặn Tay thì sẽ thiết kế cúc cài nha các chú nhá Tay thiết kế cúc cài Chất dày dặn Nó nó sẽ là vạt lượn nhẹ một chút xíu như thế này này Đó. Tem tác của Nhật đây Đây mọi người quan sát form dáng này Và nó sẽ là vạt lượn nhẹ một chút xíu thôi Rất là đẹp luôn đấy ạ tông mò đỏ đô rất là sang em này cũng thuộc form size nhỏ thôi thì cho chú mình 50 đến 55 cân vóc dáng body mặc rất là lịch sự và trẻ mã H11 vai 45 bụng 49 và dài 61 nhé độ mới trên 90 chất cốt tông khá là dày dặn tiếp theo lên mã H12 vai 52 bụng 58 và dài 66 ạ vai 52 bụng 58 và dài 66 một em màu ghi sáng nhé các chú nhé chất cốt tông cực kỳ mềm mại Cổ sẽ là cổ dệt len này, có logo được theo trước ngực. Tay của em này thì sẽ thiết kế bo, độ mới cao mới 95%, 95-97% cho em. Tem tác của Nhật đây. Chất rất là mềm mại nhá, chất cốt tông cực kỳ mềm mại luôn. Tông màu sáng màu này, rất là lịch sự. Mã H12, vai 52, bụng 58 và dài 66 cái chú ạ. Tiếp theo lên mã H13, vai 47, bụng 51 và dài 71. Mã H13 vai 47, bụng 51 và dài 71 Một em màu xanh rêu nhé các chú nhé Màu xanh rêu đậm Em này chất rất là dày dặn Hiệu uh, Scott này các chú này Có túi ngực, phần túi được uh, theo cái logo hiệu nhé Thương hiệu của London Tay thì sẽ thiết kế bo như thế này Em này chất dày dặn lắm Bên trong của nó sẽ là nót nỉ bông như thế này Đây, bên trong nót nỉ bông lại vô cùng dày và ấm luôn Tem tác của Nhật Form size l Tông màu lịch sự nhé các chú nhé Tông màu sang và lịch sự độ mới 90 95% cho em. Mã H13, vai 47, bụng 51 và dài 71 các chú ạ. Tiếp theo lên mã H14. Vai 44, bụng 51 và dài 69. Vai 44, bụng 51 và dài 69 các chú ơi. Một em màu đỏ đô này, hiệu Golden Beer, form size M nhá. Có túi ngực phần túi được theo cái logo. Tay thì sẽ thiết kế bo như thế này. Em này độ mới cũng rất là cao. Form size nhỏ thôi dành cho chúng mình 55 đến 60 cân thì mặc đẹp nhá. Tông màu đỏ rất là sang đây ạ. Có xẻ vạt hai bên bằng nhau, tem tác của Nhật đây. Em lấy độ mới cũng còn rất là cao 195 97% cho em. Mã H14, vai 44, bụng 51 và dài 69 ạ. Em lên mã H15, vai 47, bụng 54 và dài 73. Vai 47, bụng 54 và dài 73 các chú ơi. Em polo màu xanh than này, Em này form size M nhá Có thiết kế túi ngực, phần túi được theo cái logo hiệu này Chất cốt tông, tổ ong, mềm mại, độ dày vừa phải Tay sẽ là bo len như thế này nhá Tông màu cơ bản rất là dễ mặc rồi ạ à. Có sẻ vạt hai bên và sau trùng hơn vạt trước Tem tác của Nhật và có cúc phụ đi kèm Độ mới cũng rất là cao, mới 95-97% nha các chú nha Rất là phù hợp với chú mình mặc thời tiết hiện tại đấy À, cũng phù hợp với chú ở ba miền mặc cũng đều ok nhé và độ dày vừa phải thôi chất rất là mềm mại tông màu cơ bản rồi ạ lên mã H16 vai 43 bụng 50 và dài 70 vai 43 bụng 50 và dài 70 một em polo màu đen chất cốt tông tổ ong hiệu black white nhá các chú nhé polo được theo ở trước ngực này tay của em này thì sẽ thiết kế bo Chất tổ ong khá là dày dặn nha các chú nhé có sẻ vạt hai bên bằng nhau, tem tác của Nhật và có cúc phụ đi kèm. Cúc cũng sẽ được dập tên thương hiệu nha các chú. Độ mới trên 90%, form dáng slim fit nhá. Đây, form dáng rất là trẻ trung ạ, tông màu đen cơ bản nhưng các chú mình mặc nên vô cùng sang và lịch sự ạ. Mã H16 đây ạ, vai 43, bụng 50 và dài 70. Mã H17, vai 42, bụng 44 và dài 65 vai 42, bụng 44 và dài 65 cái chú ơi. Một em polo màu đen và được phối họa tiết tròn kiểu giống mắt lưới như thế này ấy. Form size M nhé chú nhé. Có túi ngực đây ạ. À. Phần tay cũng sẽ có một cái túi phụ trang trí và có logo được may. Tay sẽ là bo tay như thế này. Chất của nó sẽ là chất thun nhé. Chất thun co giãn mềm mại và xôn mượt. Form dáng màu sắc phối lé rất là đẹp và lịch sự. Tem tác của Nhật form size M ạ độ mới 95 97% cho em nhé. Tuy nhiên em này form size nhỏ thôi, dành cho các chú mình 50 đến 55 cân thì mặc vừa. Mã H17 đây ạ. Tiếp theo lên mã H18. Vai 45, bụng 47 và dài 69. Vai 45, bụng 47 và dài 69 các chú ơi. Chất của em này sẽ là chất dệt rất là mềm mại luôn, nó phối kẻ ngang nhé, màu sắc nhã nhặn, form size M các chú ạ. Cổ sẽ là cổ dệt len và được phối viền này. Có túi ngược đây. Cái phần cúc của nó được phối cái vải sơ mi nhá à, Như kiểu vải jean hết rất là mềm mại Tay của em này thì sẽ thiết kế bo len Độ mới 90-95% Có sẻ vạt hai bên bằng nhau Tem tác của Nhật form size M nha các chú ơi Màu sắc nhã nhặn Chất len dệt nha, chất len dệt rất là mềm mại Độ dày vừa phải, chất rất là mềm mại Mã H18, vai 45, bụng 47 và dài 69 giá 150 000 cái Các chú mình mua từ hai sản phẩm thì em sẽ miễn phí ship giao hàng ạ. Em lên mã 10H19, vai 44 bụng 46 và dài 61, vai 44 bụng 46 và dài 61 các chú ơi. Em này chất dệt, chất rất là dày dặn nhá. Và form size nhỏ thôi, có túi ngực này. Và tay thì sẽ là bo tay như thế này, tay sẽ là bo tay nhá. Chất dày dặn, chất dệt dày dặn ạ. Tem tác của Nhật đây. Em này cái chú mình mặc thời tiết mùa đông cũng rất là ấm này. Nó phối họa tiếp nhá. Tuy nhiên em này cũng form size nhỏ, Để cho chú mình từ 45 đến 50 cân thì mới mặc vừa thôi ạ. Mã H19, vai 40, bụng 46 và dài 61, độ mới trên 90%, chất dày dặn cực kỳ nhá. Em lên mã H20, vai 45, bụng 52 và dài 68 vai 45, bụng 52 và dài 68 các chú ạ. Và một à, em hiệu Crocodile form size L nha các chú nhé Có thiết kế túi ngực này, nó phối kẹt ngang, màu sắc cũng rất là hài hòa nhã nhặn. Tay thì sẽ thiết kế bo như thế này. Khá là dày dặn nhé các chú nhé Có sẽ phạt hai bên bằng nhau. Một em Crocodile của Nhật đây ạ. Form size L. Cổ sẽ là phối ký vải zin nhá, phối cái vải zin này các chú này. Đó, độ mới cao. Màu sắc rất là đẹp đây, rất là trẻ trung khi mặc em này ạ à. Mã H20 ạ, à, vai 45, bụng 52 và dài 68 Tiếp theo lên mã H21 Vai 49, bụng 56 và dài 65 Vai 49, bụng 56 và dài 65 các chú ạ à. Một em polo chất dệt được phối kẹ ô như thế này Em này form size L nhé các chú nhé Có thiết kế túi ngược đây ạ à. Chất dệt khá là dày dặn nhưng mà cực kỳ mềm mại Tay sẽ thiết kế bo trong màu tối màu nhã nhặn giản dị thôi ạ có sẽ vạt một chút xíu hai bên tem tác của nhật và có cúc phụ đi kèm Đây, chất của nó là chất dệt này rất là mềm khá là dày dặn nhưng cực kỳ mềm mã h 21 vai 49 bụng 56 và dài 65 tiếp theo lên mã h 22 vai vai 46 bụng 48 và dài 68 vai 46 bụng 48 và dài 68 đấy chú ạ em polo chất dệt chất rất là mềm mại nhẹ nhàng độ dày vừa phải nha các chú nhá em này hiệu Scott, có thiết kế túi ngực này có logo được may ở phần túi và toàn bộ cúc của nó cũng sẽ được dập tên thương hiệu tay của em này thì cũng sẽ thiết kế là tay dệt len không thiết kế sẻ vạt nhé các chú nhá tem tác của nhật và có cúc phụ đi kèm độ dày vừa phải chất siêu mềm mại màu sắc cũng rất là đẹp đấy ạ ông màu uh, rất là trẻ trung Mã H22 ạ, à, vai 4, vai 46, bụng 48 và dài 68 nhá. Em này cũng form dáng slim fit dành cho chúng mình vóc dáng body ấy thì mình mặc em này nhá. Mã H23, vai 52, bụng 54 và dài 72, vai 52, bụng 54 và dài 72. Em polo chất dệt rất là mềm mại. Form size XL nhá các chú nhá, có thiết kế túi ngực này. Tay của nó thì sẽ thiết kế bo như thế này. Chất siêu mềm luôn ấy. Mối kẹt sọc chìm như thế này rất là sang và lịch sự Tem tác của Nhật form size XL các chú nhé Độ mới cao mới 90-95% Đây mọi người quan sát màu sắc này Màu sắc rất là đẹp luôn ấy, mặc cực kỳ trẻ và sang Mã H23, vai 4, vai 52, bụng 54 và dài 72 Độ mới cao như các chú nhé Em này cũng dành cho chú mình trên 70 cân thì mặc rất là đẹp đấy ạ Mã H24, Vai 48, bụng 56 và, và dài 67 Vai 48, bụng 56 và dài 67 ạ Một em ghi sáng như các chủ nhé Form size L, cổ sẽ là cổ dệt len này Có túi ngực Thân trước của nó thì sẽ được dập Dập với logo như các chủ nhé Tay sẽ là bo tay như thế này Còn thân sau của nó thì sẽ là màu ghi thôi Chất cốt tông tổ ong rất là mềm mại Có sẻ vạt hai bên Tem tác của Nhật và có cúc phụ y kèm đây ạ à. Make in China và là hàng xuất Nhật Form size L chất cốt tông siêu mềm mại luôn ạ. Mã H24, vai 48, bụng 56 và dài 68 ạ. Mã H25, vai 45, bụng 51 và dài 70. Vai 45, bụng 51 và dài 70 cái chú ơi. Một em đỏ đô, chất cốt tông tổ ong rất là mềm mại. À, có thiết kế túi ngực nhá. Nó tông màu đỏ rất là nổi và trẻ. Tuy nhiên nó kiểu đơn giản thôi, không phối lé gì cả. Tay thì sẽ là bo tay như thế này. Em này có sẽ vạt một chút xíu hai bên nha các chú nha Tem tác của Nhật Hiệu top value, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật rồi ạ Tông màu đỏ, đỏ nổi và trẻ nhá Mã H25 Vai 45, bụng 51 và dài 70 Độ mới 90 trên 90% Em lên mã H26 Vai 49, bụng 55 và dài 76 ạ Vai 49, bụng 55 và dài 76 các chú ơi Một em màu vàng nổi Chất cốt tông tổ ong khá là dày dặn này cổ sẽ là cổ dệt len được phối phối né rất là đẹp luôn ạ có túi ngực nhá hiệu của nhà Luy phần túi cũng sẽ được theo cái logo hiệu chất khá là dày dặn nhá tay sẽ là bo tay như thế này tông màu vàng này mặc nổi bần bật và trẻ trung vô cùng rồi ạ tem tác của Nhật độ mới trên 90 phần trăm nhá chất khá là dày dặn em này cũng thuộc form size to này dành cho chúng mình vóc dáng to cao vai 49 bụng 55 và dài 76 ạ lên mã H27 Vai 42, bụng 47 và dài 69 Vai 42, bụng 47 và dài 69 Các chú ơi Em polo phối kẻ ngang Tông màu xanh than là màu chủ đạo Em này hiệu la cốt form size S nhé các chú nhé Trước ngực được uh, theo cái logo hiệu này Tay sẽ là bo tay như thế này nhé Có sẻ vạt Vạt sau trùng hơn vạt trước Tem tác của Nhật, một em la cốt của Nhật Make in China và là hàng Nhật Chất khá là dày dặn nhé các chú nhé Chất dày dặn khối kẻ ngang này các chú mình mặc lên rất là sang và trẻ trung. Mã H27, vai 42, bụng 47 và dài 69 ạ. Cho lên mã H28, vai 48, bụng 51 và dài 65. Vai 48, bụng 51 và dài 65 các chú ơi. Một em polo màu xanh da trời, hiệu form size L nhé các chú nhé. Và có thiết kế túi ngực đẹp, à. túi logo theo cái logo hiệu nhé chú ơi. Chất cotton tông rất là mềm mại, không thiết kế xẻ vạt nhé tem tác của nhật form size l tay của nó thì sẽ là bo như thế này màu xanh nhạt rất là mát mắt trẻ trung độ dày vừa phải nhé chất mềm mại rất là phù hợp với chú mình mặc thời tiết hiện tại này mã h 28 ạ vai 48 bụng 51 và dài 65 em lên mã h 29 vai 44 bụng 51 và dài 64 vai 44 bụng 51 và dài 64 Một em polo màu xanh than hiệu crocodile form size l các chú ơi có túi ngược này phần túi được theo logo con cá sấu nhá tay sẽ là bo như thế này chất khá là dày dặn nhưng mà cực kỳ mềm mại tông màu xanh than cơ bản ạ à. em tác của nó đây còn em crocodile của nhật cúc phụ đi kèm nhá toàn bộ cúc cũng sẽ được dập tên thương hiệu ạ à. tông màu cơ bản rất là dễ mặc rồi dành cho chú mình 40-45 tuổi trở lên đấy đều mặc đều phù hợp ạ mã h 29 ạ à. vai 44 Bụng 51 và dài 64 Lên mã H30 Vai 48, bụng 54 và dài 67 Vai 48, bụng 54 và dài 67 ạ Một em polo chất cốt tông rất là mềm mại này Em này hiệu Dunlop Motorsport nhé Cổ sẽ là cổ dệt len và cũng sẽ được dệt tên thương hiệu đấy ạ Có túi ngực, phần túi cũng sẽ được theo cái logo hiệu nhé Chất khá là dày dặn, tay sẽ là bo như thế này Chất dày dặn và vô cùng mềm mại luôn đấy ạ tem giác của Nhật đây Ở em cho bên trong của em này nó còn sẽ là lót uh, nỉ lông như thế này ấy nỉ bông rất là dày và cực kỳ ấm màu sắc của nó vô cùng nhã nhặn và trẻ mặc tôn da này các chú này mã H30 vai 48 bụng 54 và dài 67 ạ à. chất em này khá là dày dặn nhá các chú và mình mặc mùa đông cũng cực kỳ ấm áp rồi vì bên trong của nó sẽ là có lót lông ấy Em lên mã H31, vai 46 đến 48, bụng 54 và dài 68, vai 46 đến 48 ạ, bụng 54 và dài 68, một em polo màu đỏ, hiệu New Balance như các chú nhá. Cổ sẽ thiết kế cổ trụ có khóa kéo này. Logo tắc mắc được dập ở phần cổ, form size XL. Tay của em này thì sẽ thiết kế suông như thế này thôi ạ. Phần nách của nó thì sẽ được phối cái vải lưới màu đen nhá, có viền trắng đấy ạ màu sắc form dáng rất là trẻ trung, thể thao, khỏe khoắn. Chất sẽ là chất poly độ dày vừa phải nha các chú nhé. Form size XL, tem tác của Nhật. Chất rất là nhẹ nhàng, mềm mại, phù hợp các chú ở ba miền đều mặc ok. Các chú mình mặc em này chơi thể thao này rất là khỏe khoắn, độ mới cao nhé. Mã H31, vai 46 đến 48, bụng 54 và dài 68 ạ. Đây lên mã H32, vai 43, bụng 47 và dài 69 vai 43, bụng 47 và dài 69 các chú ơi. Em polo màu vàng nhạt, hiệu Golden Beer, form size M nhá. Có túi ngực đẹp, phần túi được theo logo hiệu. Cái nhà này nó kiểu dáng đơn giản thôi nhưng mà mặc cũng rất là đẹp và sang. Tay sẽ là bo tay. Tông màu vàng nhạt cũng rất là dễ mặc cái chú ạ. Có sẻ vạt hai bên bằng nhau. Tem tác của Nhật có cúc phụ đi kèm đây ạ. Em này độ mới cũng cao, mới 95-97% nhé. Mã H32, vai 43, bụng 47 và dài 69. Em lên mã H33, vai 44, bụng 52 và dài 70. Vai 44, bụng 52 và dài 70. Em polo màu đen chất cốt tông tổ ong rất là dày dặn nhé. Hiệu uh, Good Day form size XL đến cái chú này. Có túi ngực nhé. Tay của em này thì sẽ thiết kế bo len. Bo tay rất là dày dặn. Có sẻ vạt hai bên một chút xíu. Têm tác của nhật và có cúp phụ đi kèm đây ạ. Phong size XL. Tông màu đen này. Dành cho chúng mình thích cái uh, gam màu tối màu. Màu đen huyền bí. Mặc rất là sang luôn đấy ạ. Phong dáng đơn giản thôi. Kiểu dáng đơn giản nhưng mà cực kỳ sang. Mã H33. Vai 44, bụng 52 và dài 70. Giá 150.000. Độ mới cao nhé. Chất cốt tông tổ ong dày dặn và cực kỳ mềm. Mã H34. Vai 45, bụng 49 và dài 68 vai 45, bụng 49 và dài 68 ạ. Một em polo chất cốt tông giấy siêu nhẹ và mềm mại. À, hiệu PA Form Size L các chú ơi. Có túi ngực này, phần túi sẽ được theo cái logo hiệu nhá Chất siêu nhẹ và mềm, tay sẽ là cúc cài như thế này ạ. Em này thì có thiết kế, à không thiết kế sẽ vạt hai bên đâu Tem tác của Nhật đây, tem tác của Nhật. Chất mềm mại nhé, chất mềm mại, mỏng nhẹ. Phù hợp với chú ở ba miền đều mặc ok tông màu sang dành cho chú mình đứng tuổi ấy, từ 45 50 tuổi trở lên ấy. Đó, mặc rất là lịch sự. Mã H34. Vai 45, bụng 49 và dài 68 ạ. Nó lên mã H35. Vai 52, bụng 54 và dài 72. Vai 52, bụng 54 và dài 72. Một em màu xanh cô ban nhé các chú nhé. Chất cô tông rất là mềm mại. Form size mờ. Em này sẽ thiết kế hai cổ nhé. Cổ bên trong sẽ là phối vải sơ mi kẻ sọc như thế này Có túi ngực này, phần túi được theo cái logo hiệu Tay sẽ là bo len Em này chất rất là mềm mại, độ dày vừa phải Tem tác của Nhật và có cúc phụ đi kèm này, Tông màu xanh rất là trẻ Mã H35, vai 52, bụng 54 và dài 72 ạ Mã H36, vai 48, bụng 54 và dài 75 vai 48, bụng 54 và dài 75 cái chú ơi. Một em polo màu ghi này, chất dày dặn như các chú nhá. Chất 100% cotton, make in China và hàng xuất Nhật nhá. Chất khá là dày dặn đấy ạ. Tay sẽ là bo tay như thế này. Form dáng slim fit nhá. Có sẽ vạt hai bên và sau trùng hơn vạt trước. Tem tác đầy đủ đấy ạ. Mã H36, vai 48, bụng 54 và dài 75. Em này thì dành cho chú mình và vóc dáng cao nhá, phải cao trên mét 75 ấy, cao trên mét 75, vóc dáng body, mặc tông màu cơ bản rất là dễ mặc rồi ạ. Mã H36 đây ạ. Mã H37, vai 51, bụng 54 và dài 75, vai 51, bụng 54 và dài 75, một em polo màu xanh lá chất cốt tông rất là dày dặn nhá các chú nhá. Em này hiệu LI nhá, chất 100% cốt tông, logo được may ở trước ngực này. Tay của em này thì sẽ thiết kế bo, em này chất dày lắm, siêu dày mặc cực kỳ ấm, có sẻ vạt hai bên, và sau trùng hơn vạt trước. Tông màu này mặc lên thì rất là sang và trẻ trung rồi ạ. mã H38 37. Vai 51, bụng 54 và dài 75 nha các chú nha. Tiếp theo lên mã H38. Vai 47, bụng 49 và dài 70. Vai 47, bụng 49 và dài 70. Em polo màu ghi sáng này, chất cốt tông rất là mềm mại. Form size L nhé các chú nhé. Cổ sẽ thiết kế cổ bẹ như thế này. Cổ cổ trụ có cúc cài nhá cúc bấm và cái chúng mình uh, cổ bẻ cổ ra như thế này cũng được ạ chất cốt tông khá là mềm mại tay sẽ là tay suông như thế này ạ em này thì có xẻ vạt hai bên bằng nhau như thế này đây các chú ơi độ dày vừa phải nhá tem tác của nhật chất 100% phần trăm cốt tông độ dày vừa phải tông màu cơ bản rất là dễ mặc rồi ạ form dáng slim viết dành cho chú mình người cao vóc dáng body Vai 47, bụng 49 và dài 70 Độ mới 90-95% Em lên mã H39 Vai 48, bụng 50 và dài 67 Vai 48, bụng 50 và dài 67 ạ Một em polo màu hồng và được phối kẻ ngang này Chất cốt tông tổ ong khá là dày dặn nhá Form size M, có túi ngược đây ạ Tay của em này thì sẽ thiết kế bo Và tông màu sáng màu này rất là trẻ trung Có xẻ vạt hai bên bằng nhau Tem tác của Nhật đây ạ độ mới cao nhé, mới 90 95%. Mã H39 ạ. Tiếp theo lên mã H40. Vai 50, bụng 55 và dài 74. Vai 50, bụng 55 và dài 74. Một em đỏ đô form size to nhớ chủ nhé. Em này thì dành cho chú mình phải 8 trên 80 cân. Form size XL có túi ngược đây ạ, chất cotton rất là mềm mại, độ dày vừa phải, tay sẽ là bo tay này. Các chú mình mặc những cái tông màu nội như thế này rất là sang và trẻ có xẻ phạt hai bên tem tác của nhật đây độ dày vừa phải nhớ chú nhá rất là phù hợp với chú mình mặc thời tiết hiện đại đấy thời tiết sang thu rồi cái chú buổi sáng hay buổi tối ấy, mặc những cái em áo ông dài tay như thế này thì rất là phù hợp rồi ạ mã h 40 ạ vai 50 bụng 55 và dài 74 cho lên mã h 541 mã h 41 vai 57 bụng 59 và dài 76 vai 57 bụng 59 và dài 76 ạ còn em polo màu xanh than này và form size 3 XL 3L form size to cổ sẽ thiết kế bo len và phối viền có túi ngược đấy ạ tay của em này cũng sẽ thiết kế bo nhá chất cốt tông rất là mềm mại có sẻ vạt hai bên tem tác của Nhật và có cúc phụ đi kèm form size to nhá dành cho chúng mình à, 90 cân 90 đến 100 cân em nghĩ cũng mặc vừa đấy ạ vai 57 bụng 59 và dài 76 ạ và tông màu cơ bản này chất cốt tông rất là mềm mại rồi ạ mã H42, vai 44 đến 46, bụng 52 và dài 72, vai 44 đến 46, bụng 52 và dài 72 các chú ơi. em polo chất poly rất là mềm vại và suôn mượt này. Cổ sẽ thiết kế cổ trụ kéo khóa cao như thế này ấy, giống như kiểu em áo giữ nhiệt ấy. Tay của nó thì sẽ thiết kế bo này, có logo được dập trước ngực. Chất rất là mềm mại và suôn mượt cực kỳ nhá các chú nhá. Tem tác của Nhật đây chất poly rất là mềm mại và suôn mượt bên trong nó sẽ là cái vải lưới như thế này ấy tông màu nhã nhặn lịch sự và sạch sẽ nhé các chủ nhé ma h 42 ạ à, vai 44 đến 46 ạ bụng 52 và dài 72 độ mới cao nhé em này mới 95 97 phần trăm giá 150 000 ma h 43 vai 52 bụng vai 50 bụng 52 và dài 75 vai 52 vai 50 ạ à, bụng 52 và dài 75 Em polo phối kẻ ngang Hiệu polo cái lắp nha các chú nhé. Nó à, có thiết kế túi ngược đây ạ Chất cốt tông tổ ong khá là dày dặn và cực kỳ mềm mại Tay sẽ thiết kế bo như thế này Có sẻ vạt hai bên nhé. Sẻ vạt hai bên vạt sau trùng hơn vạt trước một chút xíu Tem tác của Nhật đây một em polo cờ thương hiệu của Mỹ này chất rất là đẹp cực kỳ mềm mại và đanh sợi vải phối kệ ngang cũng rất là trẻ trung em này cũng thuộc form size to nhé cho chú mình và trên 80 cân ấy, thì mới mặc vừa Vai 50, bụng 52 và dài 75 Em lên mã H44 Vai 44, vai 46, bụng 53 và dài 67 Vai 46, bụng 53 và dài 67 Các chú ạ, một em màu ghi sáng này Form size L nhé các chú nhé Cổ sẽ thiết kế cổ V rất là đẹp này ạ Có túi ngược đây ạ và Thân trước của nó thì sẽ được phối lé như thế này nhé Rất là trẻ trung Còn thân sau thì sẽ là một màu ghi sáng thôi ạ Em này tay chỉ sẽ là cúc cài như thế này ạ, à. độ mới rất là cao nhá. Có xẻ vạt hai bên bằng nhau này. Make in China và là hàng xuất Nhật, tem tác Nhật. Đây mọi người quan sát form dáng và màu sắc phối né rất là trẻ trung, rất là mềm mại nhá, độ dày vừa phải thôi. Các chú ở ba miền đều mặc ok. Mã H44, vai 46, bụng 53 và dài 67 ạ. À. Mã H45, vai 51, bụng 58 và dài 77 vai 51, bụng 58 và dài 77 Em polo màu tím này Chất khá là dày dặn nhá Em này hiệu phi các chú ạ đây, Cổ sẽ là cổ dệt len và cũng được dệt tên thương hiệu này Có khóa kéo nhá Phần khóa cũng sẽ Đầu khóa cũng có khác tên thương hiệu Có túi ngực đấy ạ Tay của em này thì sẽ là bo Chất rất là mềm mại Tông màu tím cực kỳ sang Có sẻ vạt hai bên bằng nhau nha các chú nhá Một em phi à, Tem tác của Nhật có mã cốt check như thế này tông màu tím rất là sang và lịch sự. Em này cũng thuộc form size to thì các chú mình vóc dáng to cao. Cao trên 8 và cũng nặng trên 80 cân thì các chú mới mặc vừa nhá. Vai 51, bụng 58 và dài 77 ạ. Em lên mã H46. Vai 49, bụng 56 và dài 75. Vai 49, bụng 56 và dài 75 các chú ạ. Em polo màu đen này. Hiệu nhà Dead nhá. Em này cũng thuộc câu lạc bộ gốc form size L có túi ngược đây ạ phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu tay sẽ là bo tay em này chất khá là dày dặn cái chú ơi tông màu đen cái chú mình mặc đến cực kỳ sang rồi ạ tem tác của nhật đây và có cốc phụ đi kèm em này độ mới cao nhá tông màu đen vô cùng sang dành cho chú mình vóc dáng to cao vai 49 bụng 56 và dài 75 độ mới 95 97 phần mã h47 vai 47, bụng 50 và dài 70, vai 47, bụng 50 và dài 70, một em màu đỏ mận và được phối kệ ngang này. Em này form size M nhé các chú nhé có túi ngực đây, phần túi được may cái tác mác hiệu, tay sẽ là bo như thế này, chất sẽ là chất len dệt khá là dày dặn. Tem tác của Nhật đấy ạ, chất dệt khá là dày dặn và cực kỳ mềm mại nhé Tông màu sang lịch sự phù hợp với chú mình đứng tuổi từ năm 60 tuổi trở lên ấy, cái chú mình mặc cái em này rất là sang rồi ạ mã H47 ạ. Em lên mã H48, vai 47, bụng 50 và dài 71. Vai 47, bụng 50 và dài 71. Một em màu xanh này, hiệu Dunlop Moto Sport form size XL nhớ chú nhá. Có túi ngực, túi cũng sẽ được theo cái logo hiệu này. Chất cốt tông rất là mềm mại, tay sẽ là bo như thế này. Đây, tông màu xanh rất là trẻ trung ạ. Không thiết kế xẻ phạt nhé chú nhé. Tem tác quận Nhật đấy ạ độ dày tương đối khá à không cũng khá là dày dặn đấy ạ. Em này khá là dày dặn nhé. Độ mới trên 90%. Mã H48, vai 47, bụng 50 và dài 71. Mã H49, vai 54, bụng 60 và dài 75. Vai 54, bụng 60 và dài 75 các chú ạ. Em polo màu đen, chất poly rất là dày dặn nha các chú nhá. Em này cũng thuộc câu lạc bộ gốp này, cổ sẽ thiết kế cổ trụ kéo khóa như thế này. À, phần giữa phần Thân giữa của nó thì sẽ được phối cái màu trắng này và có được thêu cái logo hiệu nhé Tạo nên điểm nhấn cho cái áo này Rất là sang và lịch sự Tay sẽ là bo Chất rất là dày dặn các chú ơi Mặc mùa đông thì cực kỳ ấm rồi ạ Có sẻ vạt hai bên Tem tác của Nhật đây ạ mã H49 Vai 54, bụng 60 và dài 75 Em này cũng dành cho chú mình vóc dáng to cao Độ mới 90-95% nhé Để phong dáng và màu sắc rất là sang và lịch sự Em lên mã H50, vai 51, bụng 55 và dài 73, vai 51, bụng 55 và dài 73. Một em polo đỏ đô chất dày dặn nha các chú nhá Hiệu sim son. Có thiết kế túi ngược này, phần túi được theo logo rất là nhiều đấy ạ. Tem tác cũng được may ở phần sườn túi. Tay sẽ là bo như thế này. Chất dày dặn nha các chú nhá, chất rất là dày mặc cực kỳ ấm luôn, có xẻ phạt hai bên. Em này tem bị mờ mất chữ rồi nhưng mà em thấy chất của nó còn rất là ok. Chất rất là dày bên trong này Nó sẽ là cái nị da cá ấy. Cực kỳ dày và ấm luôn ạ Tông màu rất là sang và lịch sự Mã H50 Vai 51, bụng 55 và dài 73 Mã H51 Vai 48, bụng 52 và dài 72 Vai 48, bụng 52 và dài 72 Các chú ơi Một em polo chất dệt được phối kẻ ngang này Tông màu cũng nhã nhặn thôi ạ à. Có túi ngực đây ạ à tay sẽ là bo nha các chú nhá tay bo chất rất là mềm mại chất dệt rất là mềm mại và dày dặn tem tác của nhật đây phối kệ ngang rất là trẻ trung luôn ạ mã h 51 vai 48 bụng 52 và dài 72 cho lên mã h 52 vai 44 bụng 50 và dài 69 vai 44 bụng 50 và dài 69 một em polo phối kệ ngang Màu sắc rất là trẻ trung đi các chú ấy, hiệu của nhà Ken này. À, cổ sẽ là cổ vải phối vải sơ mi nhá. Logo được may trước ngực này. Chất cốt tông khá là dày dặn. Tay thì sẽ là bo như thế này. Chất dày dặn và mặc cực kỳ ấm luôn ạ. À. Có sẻ vạt hai bên. Tem tác của Nhật, form size XL nha các chú nhá. Đây mọi người quan sát màu sắc này, rất là trẻ trung đúng không ạ? Form dáng slim fit. Mã H52, vai 44, bụng 50 và dài 69 ạ lên mã H53, vai 50, bụng 55 và dài 76. Vai 50, bụng 55 và dài 76. Em polo màu xám chất dày dặn nhé các chú nhé. 100% cốt tông. Make in China và là hàng xuất nhật, có logo được theo trước ngực này. Tay sẽ là bo như thế này. Chất rất là dày và cực kỳ ấm luôn. Có sẻ vạt hai bên và sau trùng hơn vạt trước. Tem tác của Nhật đây. Cái màu của nó sẽ là màu xám lông chuột nhé. Rất là sang, tôn da và lịch sự đấy ạ độ mới trên 90%, chất siêu dày và ấm. Mã H53 Em lên mã H54, vai 51, bụng 53 và dài 74, vai 51, bụng 53 và dài 74 các chú ơi. Em polo màu đen chất cốt tông tổ ong nhé. Em này hiệu to roi form L này, có túi ngực đấy ạ, form dáng đơn giản thôi, mặc kỳ sang, form dáng rất là trẻ trung. Tông màu đen cơ bản này, và chất khá là dày dặn nhé các chú nhé. Em này độ mới cũng cao, 19597% tem tác của Nhật và có cúp phụ y kèm đây. Mã H54 vai 51, bụng 53 và dài 74, form dáng slim fit dành cho chúng mình người cao mà phong dáng body này. Mặc em này phối với cái quần sáng màu rất là sang và trẻ. Tiếp theo lên mã H55. Vai 50, bụng 56 và dài 72. Vai 50, bụng 56 và dài 82 á. Em này form size siêu to khổng lồ thì các chú mình 90 đến 100 cân cũng mặc vừa ạ cao mét trên mét 8 nhé các chú nhé tông màu vàng make in Myanmar sản xuất này thương hiệu của anh nhân London nhé các chú nhé tay sẽ là bo tay như thế này tông màu vàng nội và trẻ trung chất cốt tông khá là dày dặn rồi ạ có sẽ phạt hai bên em tắt đây có chữ nhật nhé các chú nhé hàng hàng của xuất nhật mã H55 Vai 50, bụng 56 và dài 82 Em này siêu to thì các chú mình vóc dáng to cao Thì mới mặc vừa em này nhá Tông màu rất là nổi và trẻ đấy ạ Tiếp theo lên mã H56 Vai 48, bụng 50 và dài 75 Vai 48, bụng 50 và dài 75 Em này cũng vóc dáng slim fit dành cho chú mình Người cao vóc dáng body ấy Thương hiệu của Paris nhé các chú nhé có thiết kế túi ngực này phần túi được theo cái logo hiệu chất cốt tông tổ ong rất là dày dặn tay sẽ là bo tay tông màu vàng nhạt thôi không quá rực rỡ mặc rất là trẻ có sẻ vạt hai bên như thế này tem tác của nhật chất cực kỳ dày nhá các chú nhá mặc chất này dày giống như kiểu áo len ấy Đó. nhưng mà nó rất là mềm mại mã h 56 ạ vai 48 bụng 50 và dài 75 độ mới cao nhá em lên mã h 57 vai 52 bụng 54 và dài 71 vai 52, bụng 54 và dài 71. Em polo màu đen này, form size to nhá. Form size L cái chú ơi. Nó có khóa kéo như thế này, cổ sẽ thấy cái cổ chữ V có cúc cài rất là lịch sự, có túi ngực ạ, phần túi được theo cái logo hiệu nhá. Tay của em này sẽ thiết kế bo, chất sẽ là chất dệt cực kỳ mềm mại. Tông màu đen rất là sang. Chất khá là dày dặn nhá các chú nhá. Tem tác của Nhật đây ạ. Mã H57, vai 52, bụng 54 và dài 71 Chất mềm mại và suôn mượt, độ mới trên 90% ạ Em lên mã H58 Vai 50, bụng 56 và dài 70 Vai 50, bụng 56 và dài 70 các chú ơi Em polo màu vàng phối kẻ ngang nhé Em này hiệu HM ạ Cúc sẽ là cúc ẩn như thế này Cổ sẽ là cổ uh, uh, sơ mi nhé các chú nhé Tông màu rất là nổi và trẻ Có tay sẽ là bo tay như thế này Chất cực kỳ dày dặn nhá Màu này thì cái chú mình mặc lên rất là trẻ trung rồi Có sẻ vạt một chút xíu thôi Tem tác của Nhật đây ạ, quốc phụ đi kèm Chất 100% cốt tông, make in Bangladesh sản xuất nhé các chú nhá. Form dáng và màu sắc này, vô cùng trẻ trung Mã H58, vai 50, bụng 58 và dài 70 Nhớ lên mã H59, vai 55, bụng 61 và dài 79 vai 55 bụng 61 và dài 79 các chú ơi. Em polo màu đen trắng này phối kẻ ô nhé các chú nhá. Chất poly rất là mềm mại và suôn mượt. Em này cũng form size to, form size 3XL. Có logo được theo ở trước ngực này. Tay sẽ là bo như thế này. Chất mềm mại và suôn mượt, độ dày vừa phải nhá. Có xẻ vạt hai bên bằng nhau, tem tác của Nhật và hai cúc phụ đi kèm. Tông màu rất là trẻ ạ. Mã H59 ạ vai 55, bụng 61 và dài 79 ạ. Em này cũng dành cho chúng mình 8 90 cân thì mới mặc vừa nhá. Độ mới cao. Em lên mã cuối cùng mã H60, vai 47, bụng 53 và dài 74, vai 47, bụng 53 và dài 74. Em polo màu đen này, chất poly rất là mềm mại. Form size L nhá chú nhá. Cổ xếp thực cổ cái viền này, nó rất là nổi tạo lên điểm nhấn cho cái áo ấy rất là sang. Có logo được thêu ở trước ngực ạ tay sẽ là bo tay như thế này độ mới cao nhá chất mềm mại và suôn mượt có sẻ vạt hai bên tem tác của nhật đây ạ phong say lờ độ mới cao nhá mới 95 97 phần trăm thân sau cũng sẽ được may cái tác mác hiệu mã h 47 vai 53 bụng vai 47 bụng 53 và dài 74 các chú nhá giá 150.000 mang cuối của em ngày hôm nay rồi ạ